Chào cả nhà nha. Dạ con kính chào quý ông bà cô chú anh chị và tất cả các bạn yêu mến kênh miền Tây quê em An Giang nha. Dạ thì hôm nay mình quay trở lại nhà của chị Trâm. Chị Trâm này thì có bốn đứa con, chị thì bị bú cổ, còn ba bé kia lại cũng bị bệnh đó. Thì hôm nay mình thay mặt anh Nguyễn Thành Tâm ở bên Pháp nha, tới trao tiền thuốc cho con của chị nha. Mình mời quý ông bà cô chú anh chị đi cùng với mình nha. Chị thăm mấy bé. Chị. Thưa bác con, chào bác tới. Dạ, thưa bác. Chào cô con. Giỏi con. Chào cô. Giỏi. Làm gì trên đó hả? Con cơm nói đi. Vậy hả? Tâm ả con. Ăn xong chưa con? Nắng dữ hả chị? Trời cái này. Tại hồi sáng không mưa, giờ này cái ống nắng lên. Tâm uống đi con. Uống đi. Đây uống sữa hả chị? Uống sữa. Uống sữa. Mới ngủ dậy nè. Dạ. Rồi ông gầy đi bé đi tiểu còn khó gì không chị? Còn nó còn đau. Dạ cũng đi còn tiểu đau nó còn đau. Nó như bớt này chắc nó cũng bớt. Như nó mát trong người thì nó đỡ. Dạ. Nóng quá cái đường tiểu nó. Vậy đau. Vậy uống, nó uống nước dừa được không? Được, bà nội mà. Bán dưới nhà nó không đem về cho uống. Dạ. Nhà nó không đem về cho nó uống cười. Nay có mùa xuân hả? Hết tóc rồi hả? Tại còn đau nữa không? Dạ. Ngày hôm qua mẹ mới chợ mua thuốc cho con. Rồi còn sưng không? Đau tay gì rồi? Sưng còn mà được uống thuốc rồi. Vô bớt đau. Chị mua thuốc liều cho nó hả? Tay bên kia, tay bị tay này. Tại tay bữa đó nó đau gì không? Ví dụ giờ vô mấy này con đau không? Hơi đau thôi chứ nó bớt này gì hả ha, cũng còn đau thôi. Từ ngày hôm qua đau quá cái em xuống dưới mua nó uống à. Nó bừng rồi đèn có khách. Cơm đi vô. Gì vậy? Mấy chị ăn cơm chưa? Dạ, chưa rồi. Thôi được rồi chị. Trao tiền xong em về. Vậy hôm bữa chị nói là bữa mấy đi tái khám hả? À, thường thì ở trong giấy là 8 tay. Mà tháng này dịch bệnh nè, tại mình có số điện thoại của bác sĩ đó, mình gọi thì bác sĩ nói ví dụ như nó bình thường, nó như là cái bụng nó không to lên nữa thì mình cứ cầm cái to thuốc đó đó đi xuống dưới nhà thuốc ở Long Sen. Tuy là nó không giống nhưng mà cái nó khác hẳn, mà cái công thức nó vậy đó, thì mua cho nó uống đỡ đi, tại tình hình dịch bệnh nó cho đến giờ nó cũng hơi phức tạp đó, hay mình hạn chế được thì mình hạn chế. Vậy em nói để mua thuốc cho nó uống, cho nó uống chừng khoảng tuần nữa đi, mà chắc cũng phải đi, tại vì cái đường tiểu nó không ra, nó tiểu gắt quá. Thì cũng sẵn đây. Dạ. Thì em hỏi vấn đề về chị luôn ha. Dạ. Thì cũng có một em. Dạ. Em này tên là Andy Nguyễn. Dạ. Thì muốn biết thông tin những bé mà bị bệnh đó. Dạ. Họ tên và năm sinh ha. Dạ. Thì em này thì muốn giúp ba bé đi khám trên Sài Gòn á, khám. Dạ. Tổng quát luôn với. Dạ. Chị nữa. Dạ. Thì chị thì chắc là phải vô trung tâm ung bướu đúng không? Dạ đúng. Hôm bữa kết quả đó là ở đâu ạ? Cái đó là em không có vô bệnh viện. Em thấy nó tự nhiên sao tay em nghĩ trái cổ không à, cái như là đau họng. Mà xong bữa đó nó nói mẹ xong mà đau lan xuống dưới này luôn gì nè. Cái nó đâu đi siêu âm thử coi, mà ông xã nó hay là bị bú. Thì xuống bác sĩ, chồng bác sĩ Linh ở ngay cua bệnh viện á, bác sĩ nói chị ơi em bị bú rồi mà nó cũng hơi to rồi, nếu mà có khả năng thì đi mổ sớm đi. À, chứ mình chưa có khám trên Sài Gòn, em không khám gì hết trơn. Mà bác sĩ nói trước khi mổ người ta cũng phải lấy dịch bú gì người ta thử rồi bú gì người ta mới dám mổ nữa. Đó, rồi phải đi khám một lần. Rồi em mới nói thôi đi, nhà con mình thì nó nheo nhóc quá mà bệnh nhiều quá, thôi mình thấy mình cũng chưa đến nỗi, thôi mình ráng đi để cho lo cho tụi nhỏ, chứ em giờ em đi nữa thì cũng tại bảo hiểm mình cũng không có nữa, không có mua được cái bảo hiểm nữa, rồi em ngán đi lắm. Thì em đó thì có chuyển lời lại với em ha, cái em đó đó. Dạ.
thì nói là sẽ hỗ trợ cái tiền chi phí mình để đi khám nè. Dạ. Rồi cho ba bé với chị luôn ha. Dạ dạ. Thì em nó sẽ gửi chi phí để khám. Dạ. Rồi mình khám xong đó coi cái bú đó là lành tính hay ác tính. Dạ. Và mổ là bao nhiêu tiền. Dạ. Thì em đó sẽ giúp cho chị để mổ. Đòi dạ. hỏi là chị sức khỏe chị có, chị mới lo chăm cho dạ, cháu rồi. Chị mới chăm ba đứa kia, bốn đứa kia còn xung lại. Xung quanh đây ai cũng nói mày lo lo chứ mày cũng phải lo bản thân mày chứ, mày mà bệnh đồ này kia nhiều rồi con ai lo giờ. Rồi con mình không được khỏe nữa. Mà nhiều khi mình thấy con mình vậy đó chị, mình cũng không có nghĩ tới bản thân mình, em nói thiệt luôn á. Có khi con nó muốn ăn cái đó mà mình thấy như thằng bé này nè, ổng gà chỉ biết nghe cái mùi sầu riêng đứt ruột lắm chị thương. Đi ngang chợ mẹ chạy chậm chậm, mẹ chạy xác xác vô mấy người bán á, mở khẩu trang này nè hít vô mẹ thơm quá, thấy nó đau lòng quá chị Tám, nó đau lòng quá. Con mình vậy mình cũng đâu có muốn là nói thôi con gán đi, tại mình giờ mẹ phải thuốc men em tùm lum hết đó, cũng không có đòi như người ta gì hết đó chị. Uống không không chị. Em không dùng nước đâu chị, đem ra đi, đem ra đi chị, để em dùng đó. Dạ. Rồi em nói thôi nhiều khi em không lo tới bản thân, em để lo cho con trước đi chị ơi. Mà ví dụ như có cái anh đó anh nói vậy thì anh giúp đỡ được thì em cũng lo bản thân của em. Dạ được rồi chị, được rồi chị, cảm ơn chị. Dạ dạ. Cái chân bé bé quá, bể liền. Dạ. Thì bây giờ trước mắt ha. Thì em cũng góp ý với chị là bây giờ là trước mắt là chị lo sức khỏe của chị trước, bảo đảm trước rồi mấy chăm mấy bé kia được. Thì chị khám đi xong đó, rồi có kết quả đó rồi cho em biết ha. Thì chi phí đi khám đồ đó thì em đó sẽ lo cho mình. Dạ. Rồi quan trọng là chi phí mổ bú bú cổ của chị đó là dạ. bao nhiêu ha, chị hỏi dạ. cho kỹ luôn, rồi lành tính hay ác tính, rồi mổ có ảnh hưởng chị gì không ha, phải mổ hay không chứ chị đó chị coi. Thì chị đi thẳng lên đó như thế nào. Dạ. Chị lên thẳng trên đó chị khám luôn đi, rồi một chút nữa chị cho em cái thông tin ba bé mình bị bệnh đó. Dạ. Họ tên rồi với địa chỉ với năm sinh luôn với của chị thì khỏi đi. Dạ. Chỉ là như em này là yêu cầu á. Dạ. Em này cũng có quen trên Sài Gòn á, yêu cầu để khám tổng quát cho vô dạ, cái dạ. chắc là bên Hòa Hảo à. Em này chắc là cho mấy bé này khám bên Hòa Hảo đó. Dạ. Là cũng như mình đăng ký trước á, đăng ký trước rồi cái hẹn ngày đó rồi mình lên. Mình dạ. lên mình khám thôi. Dạ. Ừ. Rồi vậy đi hả chị. Dạ. Rồi hôm nay thì ông xã chị có đi làm không? Có, anh đi làm mà. Dạ, sáng tới... này anh đi làm. Rồi tới chiều mới về hả? Tới chiều, có khi làm nhiều đồ nhiều thì tới khoảng 8 giờ. Vậy đó anh chị dạ. Cố gắng chăm nhà mẹ nha. Nhất là bé này tên gì ta? Bé nhỏ nhất nè. Tên Thiên Bảo. Thiên Bảo hả? Dạ, ở nhà kêu nó bằng tên. Bé Thiên Bảo nè, còn nhỏ mà. Bệnh... Bệnh gì bệnh thì kiểu của người lớn luôn rồi. Dạ. Thì hôm nay nha, thì dạ. em đến đây thay mặt cái anh này là tên là Nguyễn Thành Tâm ở bên dạ. Pháp nha. Dạ. Có hỗ trợ tiền thuốc cho bé Bảo đó, bé nhỏ dạ. nhất đó, bé Thiên Bảo đó. Dạ. Là 100 euro. Dạ. Thì em đổi được là 2 triệu 2 triệu 752 ngàn. Dạ. 2 triệu 752 ngàn. Em cũng thay mặt mấy đứa các con em cũng cảm ơn anh Tâm, em cũng cảm ơn anh để hỗ trợ tiền thuốc cho con em. Em chúc anh nhiều sức khỏe, anh thành công trong công việc. Cảm ơn anh, em cũng cảm ơn dì Tám, cảm ơn chị. Không có gì hỗ chị. Trợ cho con em nha, tiếp cho em để lo cho nó, em cảm ơn nhiều. Dạ anh Tâm ơi, thay mặt gia đình của chị Trâm gửi lời cảm ơn đến anh rất là nhiều nha. Chúc cho anh có thật nhiều sức khỏe nha anh. Dạ. Vậy thì bây giờ mình hết thuốc đó, cái mình bây giờ mình tạm thời mình mua đỡ đi ha. Dạ. Mua đỡ đi. Rồi để cái em này cái đăng ký rồi bữa mấy mình lên đó, rồi hẹn ngày đó mình đi lên. Dạ. Rồi sau đó thì em sẽ trao tiền, khi mà trước cái ngày đi đó em sẽ trao tiền, qua trao tiền cho mình để đi ha. Dạ dạ.
Cái này mình đi mình đi là đi xe đi xe sao? Quậy Nghĩa. Xe Quậy Nghĩa. Có đợt đi Quậy Nghĩa, có đợt đi Hùng Cường, vậy nhiều khi xe Quậy Nghĩa nó còn không còn tầng dưới tại nó có nói là mình không có nằm tầng trên được. Rồi cái như hết ghế tầng dưới mình phải đặt qua xe Hùng Cường. Xe giường nằm ha. Xe giường nằm chị. À. Vậy đi rồi có gì đó em sẽ liên lạc chị sau ha. Dạ dạ. À, vậy thôi chị coi chăm sóc bé đi nha. Dạ, em dạ được ơi có dạ dạ được. Thôi con xin phép bác con về. Dạ dạ. Dạ, dạ, dạ. Thấy trời nắng quá. Dạ. Dạ thì mình cũng không quên gửi lời cảm ơn đến quý bà cô chú anh chị và tất cả các bạn để dành thời gian quan tâm và theo dõi video của mình nha. Mình xin chào và hẹn gặp lại. Chào luôn đi chị.